Rồi ạ. Bao nhiêu anh chị quan tâm đến cái chủ đề là sự tổn thương ở trẻ em và liên quan ảnh hưởng đến nhân cách của các con, có thể comment cho Hoa biết ạ. Và hãy share cho bạn bè của mình được không? Share cho bạn bè của mình về cái chủ đề này vì nó thực sự là một chủ đề rất là giá trị. Hoa sẽ chia sẻ ngay bây giờ để cho các anh chị có thêm được những cái điều rất là tuyệt vời về cái việc là tại sao mà cha mẹ hay là gia đình ấy, tình huống hoàn cảnh gia đình đã khiến cho các con tổn thương và đã làm cho các con bị ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách trong tương lai. Nên là nếu các bố mẹ quan tâm đến chủ đề này, bố mẹ nào biết được con mình đang có những cái biểu hiện như là nói dối này, thường xuyên cãi rất là nhanh mà không cần suy nghĩ này, hay là hay cáu giận này, hay cư xử không có được vui vẻ với các bạn này, thì tất cả những cái điều đấy là liên quan đến sự tổn thương nhân cách của con. Thì cái sự tổn thương đấy thì các bố mẹ hãy xem livestream này để biết được là nó có thể đến từ đâu ở trong một gia đình và nó có thể là sẽ ảnh hưởng như thế nào nhân cách của con trong tương lai. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều. Hoa sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Và Hoa cũng xin chia sẻ về cái sự kiện tới đây của Hoa. Đó là Hoa có một người bạn, một người anh rất là thân từ đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới, đó là đất nước Bhutan. Anh ấy sẽ về Việt Nam vào ngày 20 tháng 10 này, đúng vào ngày dịp lễ hội dành cho phụ nữ, đúng không ạ? Phụ nữ Việt Nam của chúng ta với những cái con người rất là xinh đẹp, rất là tài năng, đặc biệt là chịu thương chịu khó, và một số trong số chúng ta là chưa biết cách để là tận hưởng hạnh phúc. Thì bạn của Hoa là anh Rigel, Mr. Happiness, là người đàn ông hạnh phúc, được gọi là người đàn ông hạnh phúc tại đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Anh sẽ về Việt Nam cùng với Hoa đứng trên sân khấu và chia sẻ cho các anh chị 7 bước để cài đặt hạnh phúc trong tâm hồn của mình và cho tất cả những người xung quanh mình. Vậy nếu các anh chị mà quan tâm đến cái chủ đề này, đó là làm thế nào để cài đặt hạnh phúc trong tâm hồn mình và cho những người xung quanh trong gia đình mình, thì các anh chị có thể là click vào link bên trên Hoa đã đăng đấy, là http://hạnhphuc.hoaley.edu.vn để các anh chị nhận được vé miễn phí. Và các anh chị share bài này cho các bố mẹ đang có con, hoặc thậm chí là kể cả người lớn nhá. Bởi vì cái bài này nó rất là đặc biệt. Hoa không phải là một nhà nghiên cứu về giáo dục có chuyên môn được nhà nước đào tạo, và Hoa cũng không phải là một người chuyên nghiên cứu về giáo dục trẻ em. Nhưng cái điều thú vị ở đây là cái bài chia sẻ ngày hôm nay của Hoa là thông qua toàn bộ những trải nghiệm mà hơn 70% trong số đó là Hoa coaching trị liệu cho người lớn, là người trưởng thành trên 18 tuổi và đã tìm ra những sự tổn thương của họ từ khi họ còn tuổi thơ. Đấy mới là điều đặc biệt, chứ không phải là Hoa nghiên cứu về trẻ em mà biết trẻ em bị tổn thương như thế nào. Và nhắc lại, đây là những cái trải nghiệm của Hoa dựa trên trị liệu tổn thương cho người lớn và phát hiện ra là nó đến từ tuổi thơ và từ những cái gì ạ, những cái kỷ niệm, những cái ký ức rất là buồn ở trong tuổi thơ của họ và những cái điều không được tích cực ở trong hoàn cảnh gia đình trong lúc họ còn tuổi thơ. Chính vì thế mà họ đã bị tổn thương. Chính vì thế các anh chị hãy chia sẻ livestream này cho thật là nhiều bố mẹ nhé. Ok, 9:05 rồi, Hoa sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên các anh chị đã biết là cái giai đoạn mà từ 0 đến 7 tuổi ấy là cái giai đoạn hình thành nhân cách của một đứa trẻ, đúng không ạ? 0 đến 7 tuổi ạ. 0 đến 7 tuổi là một cái giai đoạn hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Chính vì vậy nên cái giai đoạn này ấy, nó rất là dễ có một cái dấu ấn nào đó ở trong tuổi thơ của đứa trẻ. Và dấu ấn này có thể đến từ hai cách. Cách thứ nhất đó chính là bắt chước. Chúng ta biết là monkey see, monkey do. Trẻ em rất là dễ bắt chước người lớn. Cho nên là người lớn hành động như nào, suy nghĩ như nào, cảm nhận như nào về cuộc sống thì rất có thể trẻ em cũng suy nghĩ, cảm nhận, hành động như vậy. Hoa lấy ví dụ. Và cách thứ hai đã nhé. Cách thứ hai là ngoài cách bắt chước ra này, cách thứ hai của đứa trẻ đó chính là cách đáp ứng lại hoàn cảnh, đáp ứng lại cái môi trường sống, đáp ứng lại cái tình huống mà nó thường xuyên lặp lại trong cuộc sống của đứa trẻ. Vậy thì các bố mẹ có muốn biết được là hai cái tình huống này như nào không? Comment dưới cho Hoa nhé. Là tôi muốn biết bắt chước và đáp ứng. Hoa muốn các anh chị comment bắt chước và đáp ứng để biết được là anh chị vẫn đang theo dõi cái phần chia sẻ của Hoa. Các trẻ em thì sao chép và hình thành nhân cách từ khi tuổi thơ,
bằng hai cái cơ chế tự nhiên đối với cả cuộc sống, gia đình với cả người lớn, đó là bắt chước và đáp ứng. Vậy thì trẻ em bắt chước và đáp ứng như thế nào? Bắt chước có nghĩa là gì ạ? Hoa lấy ví dụ, Hoa có một khách hàng, một anh thì là đã rất là hay bị bố mẹ đánh và mắng dữ dội ở khi anh còn nhỏ. Và anh ấy nhớ những cái trận đòn mà bố anh ấy đánh, đánh chạy khắp vòng quanh nhà và có thể đánh gọi là không cần biết được là đánh vào đâu. Đánh rất là, anh như anh gọi là rất là ác, và đánh rất là đau đớn. Đến cái mức lúc đầu anh khóc rất là nhiều, nhưng mà về sau thì anh không còn khóc nữa. Và mỗi lần bị đánh là anh ấy tưởng như là cắn chặt răng lại và chạy qua nhà, và không còn khóc nữa, cũng không còn sợ hãi, cũng không tức giận, và đặc biệt là không xin lỗi nữa. Thì cái kỷ niệm đó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong bên trong anh. Thì anh chỉ nhớ được rằng một điều là khi mà anh đi chơi về hay anh làm một điều gì đó về đến nhà, thì ngay lập tức anh nhớ là bố anh rất tức giận, và đầu tiên là cất lời lên là quát nạt và chửi anh rất là ghê. Và chính vì thế cho nên là bây giờ anh lại thấy ngạc nhiên khi mà bản thân mình lại thường xuyên là tức giận, thường xuyên là cáu giận trong cuộc sống của mình đó, thường xuyên là cáu giận trong cuộc sống của mình. Và anh không hiểu tại sao mà anh lại tức giận nhiều như vậy. Vậy thì Hoa hỏi các vị phụ huynh ở đây, các anh chị nào có hay có tính tức giận không ạ? Anh chị nào hay có tính cáu giận không ạ? Thì các anh chị thử comment cho Hoa biết là tính cáu giận đó có giống bố hoặc là mẹ hoặc là ông hoặc là bà với những người mà mình đã sống cùng khi mà mình còn nhỏ không? Anh chị comment cho ạ. Nếu có giống thì anh chị comment là rất là giống, tức là tức giận đúng không? Tức giận, và anh ấy đã là căm thù cái sự tức giận của bố mình khi mà biết là bố hay cáu giận như vậy. Bố anh gọi là bố anh tính rất cục ấy. Anh rất là tức, thì anh ấy nói rằng anh thề là anh sẽ không bao giờ tức giận như thế, cáu giận như thế. Thế mà bây giờ anh rất là buồn bởi anh nhận ra là anh cáu giận với con cái hoặc là với những người xung quanh anh không khác gì như vậy cả. Chỉ là anh không đánh đập như thế thôi, nhưng mà anh cáu giận như vậy, và anh quát nạt rồi anh khó chịu ở bên trong như vậy. Thế thì đấy là Hoa đang giải thích ở dưới góc độ của lập trình ngôn ngữ thần kinh. Đó là một sự bắt chước một cách vô thức của đứa trẻ. Khi mà nó thấy cha mẹ mình cáu giận thường xuyên, nó cũng sẽ có sự cáu giận. Một cái tình huống khác phổ biến hơn rất là nhiều trong trị liệu mà Hoa thường gặp. Vậy các anh chị nếu mà thấy giống mình ấy, thì comment là giống nhá, rất giống. Hoặc là tôi tức giận giống như là người nào đó trong gia đình. Cái trường hợp thứ hai mà phổ biến, rất phổ biến ở Việt Nam và Hoa trị liệu rất nhiều, trong đó bản thân Hoa cũng là một người có cái tương tự như vậy, đó là sự thất vọng. Nếu như mà cha mẹ là các cặp vợ chồng ấy, mà chúng ta có sự thất vọng ở bên trong mình nhiều và lặp đi lặp lại, điển hình như là chúng ta thất vọng với cả chồng hoặc là vợ của mình. Có nhiều người sống với nhau trong suốt cả cuộc đời thì gần như là luôn luôn nói, biểu đạt cái sự thất vọng với cả người bạn đời của mình, và muốn người bạn đời của mình thay đổi, rất là muốn vợ mình không như thế này nữa, không như thế kia nữa, hoặc rất là muốn chồng mình sẽ trở nên như này như thế kia. Và vô hình chung, không những bằng lời nói, có thể là bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng cái khuôn mặt của mình, cái giọng điệu của mình. Và đôi khi chúng ta kể cho người này, kể cho người khác, đúng không? Có thể nói chuyện điện thoại người khác, chúng ta nói là chúng ta rất là thất vọng, rất là chán, ví dụ chồng tôi chán lắm, vợ tôi, rồi vợ tôi buồn lắm, ví dụ như vậy. Chúng ta lặp đi lặp lại cái sự thất vọng đó. Thì gì ạ? Thì là dần dần là con trẻ sẽ mang cái sự thất vọng bên trong đó về cha, về mẹ của nó, và đặc biệt là về người vợ, người chồng trong tương lai của nó. Mặc dù nó chưa hề có xuất hiện người đó trong đời, nhưng cái sự thất vọng về trong cuộc hôn nhân nó đã có sẵn ở trong đứa trẻ từ khi nó còn nhỏ rồi. Bởi vì Hoa đã trị liệu quá nhiều người như vậy, trong đó có bản thân Hoa. Trong đó có bản thân Hoa, có những anh chị đến với cả phòng trị liệu của Hoa thì đang có một người vợ, một người chồng rất là tốt ạ, chào chị Trà. Có một người vợ, một người chồng rất là tuyệt vời ạ. Có những người vợ, người chồng phải nói là ví dụ như có một chị thì đến là chồng là vừa gì ạ, vừa kiếm tiền nuôi gia đình này, nuôi cả vợ này, rồi là chăm sóc gia đình này, chơi với con này, thậm chí mọi thứ rất là tuyệt vời. Nhưng mà chị tràn đầy cảm giác thất vọng, rất là thất vọng về chồng. Hoặc là có một người khác thì lại gì ạ, lại có một người vợ rất là tốt, ngoan, lại chăm chỉ đi kiếm tiền, rồi mọi thứ. Thế nhưng mà lại cũng rất là buồn về vợ về nhiều cái.
Thì khi mà Hoa tìm ra, nếu mà mình cứ tìm cách để mình trị liệu trực tiếp cho cái người mà đang thất vọng đó thì nó không dễ, đúng không ạ? Cảm ơn Hoa Hương Dương, cảm ơn Kim Anh Trần. Các em có thể share livestream của chị được không? Cảm ơn Đào Thị Huyền Trang. Các bạn hãy share livestream này cho nhiều người được biết nhé, về sự tổn thương ở bên trong chúng ta và tổn thương của trẻ em liên quan đến cha mẹ và hình thành nhân cách. Thì những cái người mà thất vọng nhiều như vậy thì sau này ấy, hiếm có người nào mà có cuộc hôn nhân được hạnh phúc. Mặc dù ấy, có thể họ không ly dị, hoặc có thể họ cũng muốn ly dị ngay lập tức. Có thể là người chồng của họ có nhiều, người vợ của họ có nhiều điểm xấu, hoặc có rất ít điểm xấu. Nhưng dù sao nữa thì họ vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Và điều đó làm cho cái chất lượng cuộc sống, chất lượng của hôn nhân của họ giảm rất nhiều, và lại tiếp tục ảnh hưởng đến con cháu của họ. Cái thứ nhất là sự tức giận này rất là dễ sao chép. Cái thứ hai là sự thất vọng. Các anh chị đừng có nghĩ rằng là mình cần phải nói với con là con ơi mẹ rất thất vọng về bố con, hay là con ơi bố chán mẹ con lắm, thì mới là đang di truyền cho con cái sự thất vọng đó. Không ạ. Các anh chị chỉ cần là gì ạ? Chỉ cần cảm thấy thất vọng ở bên trong, sau đó là gì ạ? Là chia sẻ cái sự thất vọng đó qua điện thoại với bạn thôi. Và đôi khi chúng ta chỉ cần trả lời vợ, trả lời chồng của mình bằng sự thất vọng thôi. Ví dụ nếu mình tự hào về chồng mà chồng hỏi mình là em ơi anh đi làm về rồi có cơm chưa nhỉ, thì mình sẽ nói rằng ôi ông xã à, em chưa nấu được cơm, chờ em một tí nhá ông xã chờ em một tí. Nhưng nếu mà mình thất vọng về chồng thì có thể là ông xã cũng hỏi là em ơi có cơm chưa, mình sẽ nói nào ạ? Chưa, anh chờ một tí đi. Lúc nào anh cũng chỉ đòi hỏi thôi, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta nói một điều gì đó mà chúng ta không, vô thức không nhận ra là nó đã bao chứa cái sự thất vọng ở bên trong đó. Và cái sự thất vọng đó trong cảm xúc của chúng ta nó trở thành một cái nguồn năng lượng ở trong gia đình chúng ta, lan tỏa vào trong các thành viên khác, lan tỏa vào chồng chúng ta, con chúng ta, và nó tạo thành dấu ấn ở bên trong tiềm thức của con về cái sự thất vọng trong hôn nhân. Và tất cả những điều đó, cảm ơn Minh Ngọc Lệ, xin cảm ơn Lê Hải Lý, tất cả các anh chị có thể share livestream của Hoa được không, để giúp cho nhiều người biết hơn về livestream này. Và đấy là sự tức giận và thất vọng ở trong hôn nhân. Và các anh chị có thể comment cho Hoa được không ạ? Tức giận khi người khác làm trái ý mình, cái đấy là rất nhiều trẻ em sẽ sao chép lại của bố mình, bố mẹ mình. Thất vọng trong hôn nhân với vợ hoặc chồng mình, thì cái đấy rất nhiều trẻ em sẽ sao chép của bố mẹ mình và lớn lên sẽ trở thành sự thất vọng riêng của mình. Cái điều thứ ba nữa, Hoa còn có những cái trường hợp đặc biệt hơn, đặc biệt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là có một bạn là có người sống với người ông hay là người bà ấy, người già ấy ạ, là hay nói dối, hay nói ngoa ấy, các anh chị dung ạ, hay nói ngoa quá, có nghĩa là hay nói cái giọng giống như là giọng nói là cao này, đanh này, đấy rồi là gay gắt này, đấy rồi mang tính mỉa mai, châm chọc này, và yêu cầu rất là cao ở người khác mà thiếu sự thông cảm. Đấy, ví dụ như là cháu đi học về chẳng hạn mà bị điểm kém, thì người bình thường chỉ nói là ui sao bị điểm kém thế, chán nhỉ, thì nó cũng đỡ nặng nề hơn một chút. Nhưng mà ví dụ bà có thể nói là mày là cái loại gì, ăn cái gì, đúng không ạ, rồi là nuôi mày như thế mà phí công cái nọ kia, vân vân, tất cả những cái điều đấy thì làm cho và có thể là nói dối nữa. Những người, một số ông bà lớn tuổi thì có thể bị lẫn hoặc là không nói đúng sự thật ấy. Ví dụ như là mình để cái đồ đạc ở cái chỗ xa sai. Và đây là một câu chuyện của bạn, là bảo bạn hay để đồ đạc ở những cái chỗ rất là sai đấy, không đúng cái chỗ mà quy định. Nhưng mà sau đó khi mà bố mẹ bạn hỏi là sao bà lại để đồ ở đây, thì bà lập tức đổ cho bạn là nó đã lấy để mang đi, nó đã di chuyển chỗ đi. Thế rồi là bà hay đổ lỗi cho tất cả những việc khác trong gia đình là bạn làm, và thực sự là bạn không làm, và vì như thế nên bạn bị đánh liên tục. Xin chào Nguyễn Thị Khanh, xin chào Tuyền Nguyễn ạ. Các bạn có thể share livestream này cho thật nhiều người biết không ạ? Nhiều người biết được sự tổn thương cho trẻ em những cách ảnh hưởng như nào. Và khi mà người bà đó liên tục nói dối như thế, nói sai như thế cho cháu của mình, và cái sự nói dối đấy nó vừa gây ức chế cho bạn ấy, mà thứ hai là vừa bị bạn ấy đánh này, và bố mẹ bạn ấy lại không muốn làm mất lòng bà nên là đánh bạn ấy và mắng bạn ấy rất là nhiều. Thì lúc đấy thì bạn ấy rất là căm phẫn cái sự nói dối của bạn, bà ấy. Nhưng khi bạn nói là bà điêu thế, bà thế này thế khác, bạn rất là tức giận cái việc đấy, và bạn ấy cho rằng nói xấu là rất là tệ hại, nói xấu là kinh khủng, nói xấu là đáng ghét, là vô gì đấy, vô đạo đức gì đó. Tức là bạn ấy đã kết luận như vậy về mặt ý thức. Nhưng mà theo các anh chị thì bạn ấy sau này lớn lên như nào? Bạn ấy cũng ngoan ngoắt và cũng nói dối. Bạn ấy cũng nói những cái lời rất là cay, rất là chua. Đấy, nhiều người nhận xét như vậy là sao mà nói đánh đá thế,
đấy. Và cuối cùng là bạn ấy cũng gì ạ, bạn ấy cũng hay nói dối, tức là hay bao biện cho lỗi của mình. Bạn ấy không thích đề cập đến một vấn đề như thế là nó là xuất phát từ bạn ấy, mà bạn ấy muốn nói là đó là do người khác và do tình hình chung là như vậy, những vấn đề chung. Thì đấy là một cái câu chuyện khác để mà chúng ta cũng nhìn nhận một phần nào đó rằng là trong mặt ý thức của chúng ta, khi một đứa trẻ về mặt ý thức thì nó biết là cái gì tốt và cái gì không tốt, nhưng mà về mặt tiềm thức thì nó sẽ sao chép một cách tự nhiên. Các chị hãy comment xuống dưới cho Hoa nhé, là trẻ em sẽ sao chép một cách vô thức tính tốt hoặc là kể cả tính xấu của người lớn. Và chúng ta ghi xuống dưới nhé, comment ở dưới này, trẻ em sẽ sao chép một cách vô thức tính tốt hoặc là tính không tốt của người lớn. Là các mẹ nhiệt tình comment cho Hoa nhé, comment nhiệt tình cho Hoa để Hoa biết được là các mẹ đang học rất là chăm chỉ nhé. Rồi ạ, là trẻ em sẽ sao chép một cách vô thức tính tốt hay là tính xấu của người lớn. Không cần chúng ta phải dạy nó bằng lời ấy, chúng ta chỉ cần sống và biểu hiện ra như vậy thôi. Và một cái nỗi nữa, một cái bộ điều nữa rất là phổ biến mà Hoa trị liệu ít nhất là ba trường hợp thành công rồi, đó là gì ạ, là có những người họ có sự lo lắng hết việc này đến việc khác, lo lắng từ việc rất là nhỏ như là mẹ ăn món gì, hay là nồi cá kho bị mặn, hay là con có vẻ dạo này gầy đi khoảng mất nửa cân, bất kể một cái điều gì họ lo lắng rất là nhiều, lo lắng hơn những cái người thành viên khác trong gia đình và khiến các thành viên khác khó chịu, tức là họ cằn nhằn, họ rất là kêu ca, họ nói những cái điều mà giống như là muốn mọi người khác chú ý về cái vấn đề đấy hơn ý, giống như là chết rồi làm thế nào bây giờ, cái việc này như này, việc này thế kia đó, họ rất là căng thẳng về điều đó, thì làm cho những người nhà của họ cực kỳ khó chịu. Và đôi khi họ cũng nhận ra điều đó, họ bảo sao mình lại khổ như thế nhỉ, sao mình lo lắng quá như thế nhỉ, không lo lắng như thế thì vẫn được cơ mà, tại sao mình lại phải như vậy. Thì lúc đó thì họ mới đến chỗ Hoa để họ trị liệu. Thì Hoa mới tìm ra rằng là trong tuổi thơ của họ thì bố hoặc là mẹ của họ đã từng rất rất lo lắng về rất nhiều thứ, rất lo lắng về rất nhiều thứ. Lo lắng về rất nhiều thứ và cảm thấy rằng là cuộc sống khó khăn này, về tiền bạc này, rồi là con cái, rồi công việc vân vân. Nhưng mà trong gia đình nhà họ đây là sự lo lắng di truyền. Đấy, và cái sự lo lắng đấy thậm chí là họ là con út, họ không bao giờ phải lo lắng, họ cũng không bao giờ cần phải gánh vác gia đình đó. Nhưng mà họ nghe, họ nhìn, họ cảm nhận cái sự lo lắng của bố mẹ, bố hoặc mẹ, hoặc cả bố cả mẹ, hoặc là ông bà gì đó, người sống chung với họ mà có họ yêu thương ấy, họ cầu mong tình yêu thương của họ với những người đó ấy, thì họ đã ngấm cái sự lo lắng ở bên trong một cách vô thức. Thậm chí họ nói là từ bé, khi mà họ kể là từ bé mẹ anh lúc nào cũng lo lắng, lúc nào mặt bà cũng buồn rầu và cũng lo hết cho đứa cả đến đứa út. Rồi đến khi bọn anh lớn rồi có tiền mua đất, đất động sản rồi, bà vẫn lo là không biết con có bán được đất không, mua miếng đất thì có hố không, rồi là lo này lo kia, lo đất lên giá xuống giá, lo giải tỏa. Tức là khi nghèo lo kiểu của nghèo, giàu lo kiểu của giàu, cái sự lo lắng nó lập nghiệp lại bên trong con người họ. Và người con ấy khi họ kể lại thì họ kể theo kiểu là ui giời, bố mẹ mình thật là lo lắng thái quá, điều đó là không tốt. Nhưng mà đến bản thân họ thì họ lại lo lắng y như vậy. Đến bản thân họ thì họ lại lo lắng y như vậy, và họ không hề nhận ra là đấy là từ trong bên trong của họ. Và chính vì thế cho nên là cái sự lo lắng đó nó trở thành của họ từ lúc nào mà họ cũng không hay biết nữa. Và nếu như muốn trị liệu cho những người đó thì không phải là giúp họ giải quyết những cái tình huống trong cuộc sống của họ, bởi vì những tình huống đó nó còn lập đi lập lại rất nhiều nữa, rất nhiều tình huống mới mở ra, chúng ta không thể nào ở bên cạnh coaching cho họ suốt đời được. Nhưng mà chúng ta lại đưa dọn trở họ về phương pháp dòng thời gian của Ted James Hoa Kỳ, lại đưa họ về quá khứ và trị liệu ngay tại sự lo lắng của bố mẹ họ trong cuộc sống của bố mẹ họ. Nếu chúng ta trị liệu được cái đó thành công thì ngay lập tức họ quay trở về cuộc sống họ mà không hề mang theo lo lắng. Cái điều này thì Hoa đã giúp cho ít nhất là hai người đang lại xem livestream thành công rồi nhé. Chị Hạ Thu Ngân có ở đây không ạ? Chị Hạ, đấy, chị Hạ Thu Ngân đang xem đúng không? Em đang kể câu chuyện về cái sự lo lắng di truyền đấy. Chị có cảm thấy là cái việc mà được trị liệu và coaching và học NLP có giúp cho chị cài đặt lại sự lo lắng về cuộc sống của chị không? Chị này là rất lo lắng khi mà chị đi thi đấy ạ.
Đấy, chị đang xem đấy ạ. Chị rất xinh, mặc cái mũ và đội cái mũ ạ. Và cái lần cuối cùng khi mà chị được trị liệu về cái sự lo lắng này thì chị kể rằng là chị bình thường chị đi thi là chị lo lắm, chị cứ phải học căng hết cả đầu luôn và chị mệt luôn. Nhưng mà chính cái lần đó chị chỉ học đến đủ thôi, là chị gấp sách và chị đi ngủ và mai chị đi thi luôn, và kết quả vẫn tốt, đúng không ạ? Thì đấy chính là khi mà chúng ta thực sự là buông bỏ được cái sự lo lắng, stress, căng thẳng trong mình ý. Đó, chị Ngân Hà, chị cần em giúp tuyệt vời ạ, chính chị ạ. Thì chính cái lúc đó thì là chị đã thay đổi rất là nhiều và có kết quả rất là tốt, đúng không nào? Rồi ạ, chị có nhớ lại cái lần mà chị đi thi mà được coaching về sự lo lắng không ạ, căng thẳng không ạ? Tuyệt vời. Và có một lần với Hoa coaching như một trường hợp rất đặc biệt, đó là gì ạ? Cảm giác buồn đấy. Có nhiều người là không thể vui được và hay buồn và hay khóc và hay tủi thân, thì Hoa cũng tìm ra là mẹ đẻ của chị ấy cũng như vậy, cũng là rất hay buồn, hay khóc, hay tủi thân. Và chị thường xuyên nhìn thấy mẹ khóc một mình và mẹ ánh mắt của mẹ rất là buồn, rất là đau khổ trong những cái tình huống cuộc sống, trước mặt là bố của bạn ấy, hoặc là khi gặp một cái tình huống gì trong cuộc sống cảm thấy rất là buồn và đau khổ. Thì đấy là một cái điều rất là thú vị khi mà nghề coaching chúng ta tìm được. Vâng ạ, cảm ơn chị Ngân Hà, Hà Lân. Và một cái trường hợp này Hoa đã rất là tâm đắc này, Hoa muốn kể cho anh chị nghe này, về cái sự sao chép này. Vẫn chúng ta đang vẫn đang xong trong cái phần sao chép nhé, có hai phần thôi, sao chép và đáp ứng. Thế thì trong phần sao chép là còn một tình huống nữa Hoa muốn kể thôi, là những cái tình huống nó rất là đặc biệt. Có như là một người cháu sống với cả một người bà trẻ. Người bà trẻ thì sống với cháu, và khi bố mẹ của cháu đi nước ngoài để gửi cháu cho bà trẻ trông giúp, thì bà trẻ lại là người không có gia đình, kiểu không có chồng, không có con ấy ạ. Thì bà trẻ rất là yêu thương cái người bố mẹ của đứa cháu đó, và cũng rất yêu thương đứa cháu đó, vô cùng yêu. Và người bà trẻ này thì lại luôn luôn lo lắng, sợ hãi và cảm thấy buồn vì mình không có gia đình, cảm thấy lúc nào cũng cô độc và cảm giác là mình lúc nào cũng không đủ tốt ấy, không có đủ tốt để mà được yêu thương, và không có đủ, rất là sợ bị bỏ rơi, chính xác là sợ bị bỏ rơi, bởi vì lúc đấy bà cũng đã già rồi. Và mặc dù bố mẹ của cái chị này ạ, bây giờ chị đã là giám đốc truyền thông của một công ty rất là lớn rồi, thì bố mẹ của chị ấy đã rất là yêu thương bà và gần như chính thức nhận bà là mẹ, gọi bà là mẹ luôn mà. Và ở nhà không gọi bà trẻ đâu mà gọi bà luôn, như là thầy là bà nội vậy. Thế nhưng mà bà vẫn luôn giống nhau cái trạng thái đấy. Và một cái kỷ niệm lớn nhất của chị ấy là có một lần bố mẹ của chị ấy viết thư từ Nga gửi về cho bà. Thì trong thư có viết là thăm sức khỏe bà và các cháu và các con ấy, và cảm ơn bà đã chăm sóc cho chúng nó các thứ ấy. Thì chị nhớ mãi là bà khóc rất là nhiều vì nghe cái lá thư đó, đặc biệt là thư đó nó cảm động, và bà cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng rất là lo lắng, rất là sợ hãi là không biết là mình có được yêu thương như thế đến khi mà mất không. Bà rất là sợ cảm giác là khi bà mất thì sẽ không còn có được con cháu giống như người này người kia, những người ta có chồng có con ấy, người ta như thế nào, mình thì như thế nào đây, đúng không ạ? Cảm giác như là sẽ bị cô độc, và bà sợ hãi điều đấy đến cái mức mà cái nỗi sợ hãi của bà đã trở thành vô thức của cháu. Cái đứa cháu ở cùng bà chính là chị mà đến coaching của chỗ Hoa, và bây giờ đã một người rất là thành đạt, khá giả, hạnh phúc rồi. Nhưng mà chị đến chị liệu thì chị vẫn cảm thấy là rất là sợ bị bỏ rơi. Mặc dù chồng chị là một người rất là tài giỏi và yêu chị vô cùng luôn, yêu chiều vợ con rất là nhiều, và chỉ có biết đến công việc, cũng như là từ đi đến cơ quan là đi về nhà. Thế nhưng mà chị lúc nào cũng sợ bị cảm giác bị bỏ rơi, không phải bởi chồng mà lại bởi vì những người khác. Mỗi một lần trong một mối quan hệ chị ấy cả để, và chị ấy ai đề nghị cái gì là chị sợ từ chối, và chị bắt đầu chị tìm mọi cách để thực hiện, và giống như là sợ rằng nếu như mà không thực hiện được thì là người ta sẽ không yêu mình nữa vậy, không có thương mình nữa, không tôn trọng mình nữa, sẽ bỏ rơi mình ấy. Nên các anh chị cảm giác bị bỏ rơi, buồn, lo lắng, sợ hãi, tức giận, thất vọng đấy, hay là đánh đá, hay hiền hay dữ, tất cả mọi thứ nó có ảnh hưởng bởi cái nếp sống và cái phong cách sống của bố, của mẹ, của gia đình rất là nhiều. Chính vì thế nên các anh chị khi mà muốn thay đổi cho con cái của mình thì chắc chắn là sẽ biết cần phải thay đổi từ đâu rồi, đúng không ạ? Thì bố mẹ hãy tìm đến Hoa Lên Education để được trị liệu nhé, để chúng ta lớn lên từ trải nghiệm của chính cha mẹ chúng ta, để chúng ta không có cảm thấy những cảm xúc tiêu cực nữa. Thì trong lời nói này, nụ cười này, ánh mắt này, thái độ cử chỉ,
và cách đối xử đáp ứng với tình huống của chúng ta sẽ không toát ra những điều đó nữa, thì nó sẽ không trở thành tiềm thức của con chúng ta nữa, và con chúng ta lớn lên sẽ không sao chép lại những điều đó nữa. Với các anh chị hãy comment cho Hoa nhé. Trẻ em bắt chước vô thức những điều mà nó đã cảm nhận được trong tính cách của người lớn. Trẻ em nhất là đoạn giai đoạn cửa sổ vàng từ 0 đến 3 tuổi, hay là theo thầy Nguyễn Duy Cương đúng không ạ, chuyên gia về cửa sổ vàng là từ 0 đến 6 tuổi. Còn theo tất cả các cái sách vở khác thì có những sách vở như là từ 0 đến 7 tuổi, giai đoạn hình thành nhân cách của trẻ. Thì các anh chị nhé, từ 0 đến 7 tuổi thì nói thế cho rộng, thì trẻ em sẽ bắt chước một cách vô thức nha, vô thức những cái tính không tốt, những cái tính tiêu cực và cả tích cực nữa của cha mẹ. Bởi vì sao mà nói vô thức? Bởi vì về ý thức, các con có thể ghét cái điều đó, các con có thể không chấp nhận cái tính cách đó của bố mẹ, các con có thể không ủng hộ, không thích cái tính cách đó của cha mẹ, nhưng mà về vô thức nó lại bắt chước. Cho nên bao nhiêu anh chị đến đây đã nhận ra mình có tính cách gì đó giống cha mẹ rồi, rất là giống cha mẹ của mình rồi. Ok, còn 15 phút nữa Hoa sẽ nói cho các anh chị về cái sự đáp ứng của một đứa trẻ hình thành nhân cách với cả hoàn cảnh sống của nó như thế nào. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là chúng ta hình dung như một đứa trẻ mà lớn, sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình mà có 9 anh chị em, đúng không ạ? Mà nó, đứa trẻ nó lại là chị cả, là con gái. Vâng. Và nó có cha mẹ làm nông nhà khá là khó khăn. Và cái giai đoạn đó thì chúng ta nghĩ là cái đứa bé đấy nó sẽ như thế nào? Nó có liên tục, cha mẹ nó liên tục yêu cầu nó là phải chăm sóc các em không ạ? Liên tục yêu cầu là con phải nấu cơm này, giặt đồ này, học bài. Thậm chí nhiều người làm chị cả thì đã bị bố mẹ nói rằng là con gái học ít thôi, ở nhà làm ruộng đi, đỡ cho bố mẹ, nhà quá nhiều việc, quá nhiều em chăm ấy. Thế nên nhiều người là chị thì đã phải hy sinh luôn cả việc học của mình ấy, hy sinh luôn cả, thậm chí là nhiều người còn muốn thoát ra khỏi gia đình và đã lấy chồng sớm. Đó. Thì cái đáp ứng của một đứa trẻ mà sinh ra một gia đình khó khăn, có nhiều em mà lại là chị cả, thì nó sẽ có cái tính cách như thế nào? Có thể nó sẽ nhiều lo lắng hơn, biết suy nghĩ hơn, chu đáo hơn, đúng không ạ? Và gì ạ? Áp lực hơn. Đấy. Và có thể thậm chí là có thể biết hy sinh hơn. Nhưng mà nếu mà ngược lại, cái đứa trẻ đấy vẫn là đứa trẻ đấy thôi, nhưng mà lại sinh ra là con trai đi, lại ở trong một gia đình duy nhất, có một con trai duy nhất và chỉ có một đứa duy nhất, không có anh, có chị em, và gia đình lại khá giả, thì các anh chị nghĩ rằng cái đáp ứng của nó với cuộc sống nó khác không? Chắc chắn với tình huống như vậy, nó không phải là tranh nhau ăn với em, đúng không? Với anh, với chị, mà nó sẽ bị ép ăn, suốt ngày bị ép ăn, ăn ly con, đấy không ạ? Phải ăn, không muốn ăn phải ăn. Chính vì thế nên là cái đáp ứng của đứa trẻ đó nó sẽ hoàn toàn khác với cái đáp ứng của một cái đứa trẻ mà nó... chào anh Thành Hưng ạ, anh có thể chia sẻ livestream của Hoa được không ạ? Cảm ơn anh. Nó sẽ rất là khác với cả cái đáp ứng của cái đứa trẻ mà ở trong một gia đình. Như vậy thì Hoa sẽ kể cho các anh chị một số đáp ứng của trẻ là mà Hoa đã trị liệu và đã trị liệu thành công cho cả trẻ em cũng như là người lớn. Đó là gì ạ? Ví dụ như một cái đứa trẻ mà trong một gia đình mà bố mẹ hay bắt lỗi, có nghĩa là thường xuyên chỉ ra lỗi của nó, là tại sao con lại làm như thế hả, tại sao con lại luôn luôn như thế này, tại sao con lại thế kia, rồi tóm lấy lỗi của nó và mắng nó, thì Hoa đã trị liệu rất nhiều tình huống là nó sinh ra đứa trẻ hay nói dối. Và cái đứa trẻ hay nói dối đó, nó nói dối một cách tự nhiên lắm, trôi chảy lắm, cứ như là một phản ứng vậy, phản ứng tự nhiên vậy đấy. Bởi vì là nó bằng cái tuổi thơ của nó, bằng cái trải nghiệm của nó, bằng tất cả những gì bố mẹ đã làm, thì nó học một điều rằng là nói dối tốt hơn. Nói dối thì đỡ bị chửi mắng, hay là bị phạt, bị đánh, xỉ nhục đấy, bị càm ràm. Trong trường hợp đó chỉ bị khi mà bị phát hiện là nói dối thôi. Thì đấy là một trong những cái đáp ứng của trẻ. Bao nhiêu anh chị đã nhận ra là con của mình hay con của ai đó có cái điều đó, hoặc là bản thân mình cũng đã từng nói dối rất là nhiều, thì đã từng bị bắt lỗi rất là nhiều. Và có một chị là học viên, thì chị ấy đã từng là thường hay nói nhưng mà không giữ được lời, theo kiểu là cứ nói đại đi cho xong ấy, và nói xong rồi thì không làm luôn ấy. Nhiều lần như thế, và không nhận ra là mình rất có vấn đề trong mắt người khác, rất là mất uy tín. Và khi mà chị đi học thì chị rất là vui mừng, hạnh phúc khi mà chị khám phá ra
rằng là chị ấy đã nói dối rất là nhiều mà còn không ý thức được là mình đang nói dối và cảm thấy chẳng sao cả, chẳng thấy có lỗi gì cả, có bình thường. Và sau đó thì khi mà khám phá ra tuổi thơ của chị là chị đã phải nói dối rất nhiều thì là chị rất là xúc động. Và chị ấy đã cảm ơn anh chị xúc động rất là nhiều và chị đã chữa lành cái điều đó, chữa lành cái điều đó và chị đã trở nên là một con người nói được làm được hơn phải đến 180-200%. Và nghĩ như vậy bởi vì những cái điều mà chị đã nói và bây giờ chị đã làm, thực sự đã làm và mọi người rất là bất ngờ với điều đó. Tức là chị ngày xưa chị nói nhưng mà chị chả làm gì cả và sau đó mọi người bảo còn ấy thế tính như vậy đúng không, nhưng mà đến bây giờ chị nói và bắt đầu chị làm thật sự luôn và thậm chí chị làm nhanh luôn ấy, làm rất là nhanh và điều đấy làm cho rất nhiều người bất ngờ và Hoa cũng rất là bất ngờ khi mà chị được thành công với chị. Vậy thì có bao nhiêu bố mẹ đấy hay bắt lỗi con ạ? Bao nhiêu bố mẹ đấy hay bắt lỗi con của mình ạ? Chào Phan Thủy, Phan Thủy có thể share chị livestream này được không? Nếu mà bố mẹ hay bắt lỗi con thì cẩn thận, con sẽ trở thành là một cái bạn dễ nói dối và thích nói dối hơn, bởi vì nghĩ nói dối sẽ tốt hơn, có lợi hơn, được chưa? Tiếp theo này, bố mẹ mà quá nghiêm khắc thì sẽ có hai cái cách đáp ứng khác nhau do tính cách, mô hình meta của các bạn khác nhau. Cái cách thứ nhất là các bạn sẽ nổi loạn, là luôn luôn bật, luôn luôn cãi lại. Thì cái điều này nó có một cái tệ là khi bố mẹ nói điều đúng, các bạn vẫn sẽ cãi lại. Nếu như chúng ta nói điều sai, các bạn cãi lại thì cũng đỡ. Nhưng mà nếu như chúng ta đã biết được là mình hay nghiêm khắc và kiểu bắt buộc con theo ý mình đến mức mà con nó nổi loạn, giống như là nó luôn cãi lại, nó bất kể đúng sai nó cũng cãi lại, thì đấy là rất đáng tiếc. Bởi vì là rất nhiều lần chúng ta nói những cái điều sẽ đúng và con vẫn theo một cái phản xạ quán tính như thế, sẽ cãi lại. Gần như là cái tính cách này thì trong sinh chắc học vân tay thì người ta hay nói là mismatch, chủng nước ngược, đúng không? Cái tính cách như vậy, hoặc là trong NLP thì gọi là mismatcher. Tuy nhiên rằng là ở trong NLP thì người ta chỉ nói cái đơn giản là khi mà đáp ứng lại cái tình huống là hay bị nghiêm khắc quá, ép buộc quá thì nổi loạn. Còn ngược lại của nổi loạn thì có những bạn sẽ là bị tổn thương và nhiều trí. Hoa có một bạn rất là xinh đẹp, bạn ấy có cuộc sống tốt, đã sinh được hai con trai rồi, tức là đã là người trưởng thành hoàn toàn rồi. Vậy nhưng mà hiện tại đến bây giờ bạn ấy vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác tuổi thơ là gì ạ? Không biết mục tiêu, sứ mệnh cuộc sống của mình là gì, không lựa chọn được con đường mình đi, không có cảm hứng nhiều với mọi thứ, không có gì ạ? Khi mà đến trị liệu là không có tầm nhìn về cuộc sống của mình, không biết định vị mình là ai. Và không có, bạn nói là chẳng nghĩ đến cái gì mà em cảm thấy vui cả, em nghĩ đến cái gì em thấy bình thường, chán, bình thường. Thì anh chị biết không, khi mà khám phá về tuổi thơ của bạn ấy thì đã tìm ra là bạn ấy đáp ứng lại cái việc gì ạ? Cái việc là bố mẹ bạn ấy luôn định hướng bạn ấy, luôn định hướng và luôn khuyên và luôn lái bạn ấy. Có nghĩa là dù bạn ấy những cái điều rất là lớn đến những điều rất nhỏ thì bạn ấy cũng sẽ không bao giờ được quyết định bất cứ một cái gì hết. Gần như là bạn ấy chỉ ăn may những lần nào bạn nói được chú ý của bố mẹ bạn ấy thôi thì bạn ấy sẽ được ok thôi, nhưng mà vẫn sẽ phải lái đi một chút xíu nữa. Nhưng mà nếu như mà bạn ấy bình thường thì bạn ấy sẽ chỉ được gì ạ? Sẽ chỉ được là làm theo ý của bố mẹ mà thôi. Nếu như bạn ấy có ý định mẹ ơi con muốn dừng cái lớp học thêm này nữa, không, con phải theo. Hoặc đôi khi là mẹ ơi con muốn theo cái lớp học kia thử xem, không, con phải học lớp này. Tức là tất cả những điều mà bạn ấy được phép làm chỉ là ý định của bố mẹ bạn thôi. Và cái sự đáp ứng lại của bộ não, sự đáp ứng lại của tiềm thức của bạn là mỗi một lần như thế bạn rất đau, rất là tổn thương, rất là buồn, rất là thất vọng, rất chán nản và rất tự ti về bản thân mình. Và bây giờ bạn phát biểu thế này, bạn ấy nói rằng là nhưng mà mẹ em giỏi lắm chị ạ, cái gì mẹ em nói cũng đúng, thôi tốt nhất là em nghe mẹ em. Chính vì thế nên bây giờ mẹ bạn ấy không còn nói bạn ấy phải làm gì nữa, thì cái tiềm thức của bạn ấy hoàn toàn mất định hướng, nó không còn biết là phải làm gì nữa. Chính vì thế bạn ấy không có cảm thấy hào hứng gì với cuộc sống cả, vì tiềm thức của bạn ấy còn cảm thấy rằng là nếu như thích cái gì đó, chọn cái gì đó, muốn cái gì đó thì ngay lập tức sẽ bị đau khổ và thất vọng sau đó, bởi vì sẽ có người hướng mình sang cái khác. Chính vì thế tiềm thức nó sẽ có một cái quán tính, sẽ có một cái thói quen là không lựa chọn nữa, không lựa chọn nữa. Vậy thì đấy, các anh chị thấy không, mỗi một cái sự đáp ứng đó thì nó đều không có lợi cho con của mình, đúng không? Các
các anh chị hãy ghi xuống là trẻ đáp ứng lại tính cách theo đối xử của cha mẹ. Trẻ đáp ứng lại tính cách theo đối xử của cha mẹ. Còn có một gia đình từ Bắc Ninh, người chị gái đã dẫn người mẹ và dẫn người em sang gặp Hoa lần lượt vì lý do là người em này năm nay là con gái 24 tuổi rồi, chưa có người yêu, chưa có tốt nghiệp nhưng mà chưa có công an việc làm gì cả, không có sở thích gì cả, không có nhu cầu tiêu tiền, hỏi thì không có ý kiến gì cả. Tức là rất ít ý kiến, rất ít bộc lộ cảm xúc, cũng không thích nói chuyện với ai trong gia đình. Nếu mà tất cả ngồi chung này nói những chuyện giải trí, những chuyện mà gọi là những chuyện vô thường vô phản thì nói rất vui, rất hào hứng. Nhưng cứ động đến những việc gì riêng của bạn ấy, thì bạn không hề nói. Và bạn ấy cũng không hề có ý tưởng gì. Và nếu mọi người hỏi là thế bây giờ có thích đi làm ở đây ở kia không để xin cho, bạn ấy cũng không trả lời luôn. Sau đó nếu mà ép bạn ấy thì bạn bảo thế nào cũng được. Nhưng đến khi xin cho bạn thì bạn ấy không đi làm. Xin cho bạn đi học, bạn ấy không đi học. Và khi mà mọi người đến chị bạn ấy, bố mẹ bạn ấy đều kêu ca là bạn ấy là kỳ cục, kỳ quái và vớ vẩn, không ai chiều được. Thì Hoa nghe những loại cụm từ đấy Hoa rất buồn. Thì lúc đấy Hoa mới Hoa mới gặp mẹ bạn ấy và hỏi xem là những lúc mà bạn ấy nói thì cô phản ứng như nào. Tức là mẹ bạn ấy và chị bạn ấy thì đang buồn vì bạn ấy không chịu nói gì cả. Thì Hoa mới gặp mẹ bạn ấy là nói là cái trước đây thì bạn ấy có nói không, cái bạn đó có nói không. Thì mẹ bạn ấy bảo trước đây thì nó có nói, trước đây thì nó có nói rất nhiều. Và thế thì lúc đó ví dụ như nó nói gì, ví dụ như nó bảo là nó đi học về, thì cô hỏi là ăn cơm chưa, thì nó trả lời vui vẻ nhưng mà là con chưa ăn, nhưng mà thôi con mệt lắm con không ăn đâu. Thì lúc đấy cô thì Hoa bảo là thế cô nói gì, cô bảo là không thì phải ăn đấy chứ, sao mà không ăn được, không ăn là mệt chết à. Thế là thấy nó lại uể oải nó đi ra nó ăn. Thế xong rồi có hôm thì nó muốn đi học tiếng Hàn Quốc, nó muốn đi học tiếng Hàn và nó xin tiền cô. Thì nó bảo là mẹ ơi cho con tiền đi học tiếng Hàn nhé. Thì cô làm chàng văn mẹ là gọi là muốn đi học thì mày phải xin đàng hoàng chứ, phải xin tử tế chứ, mày phải nói năng cho nó gãy gọn cho nó quen đi, mày nói năng như thế hãm lắm, lớn lên rồi không ai người ta chấp nhận đâu. Thế rồi là Hoa lại hỏi tiếp là thế sau đó bạn bảo thế sau bọn nó bỏ đi luôn, nó không xin tiền nữa. Rồi là rất là nhiều tình huống, nhưng mà Hoa khoảng 20 tình huống trong giao tiếp lúc của bạn ấy vẫn còn nói chuyện đấy, vẫn còn nói chuyện bình thường ấy, thì phát hiện ra là dù bạn ấy nói bất kể điều gì thì bố mẹ bạn ấy cũng sẽ yêu cầu bạn nói một cách khác đi, đúng không ạ? Nghĩa là bạn ấy nói theo kiểu là vui vẻ thoải mái thì bố mẹ sẽ yêu cầu là phải nói theo kiểu cẩn thận ngoan lịch sự. Thế lúc bạn ấy nói nhẹ nhỏ nhẹ thì lại bảo là phải nói to rõ ràng lên. Tức là không, tất nhiên là do, cũng là do tổn thương từ bố mẹ của bố mẹ bạn ấy thôi, từ bà ngoại bạn ấy là người rất hay bắt bẻ, thì mẹ bạn ấy cũng hay bắt bẻ giống thế. Nhưng mà khi mẹ bạn bắt bẻ thì gặp tính cách của bạn ấy thì bạn ấy đáp ứng lại bằng cách là không nói nữa luôn. Và đến bây giờ là bạn ấy mẹ bạn ấy bắt đầu thay đổi, mẹ bạn bắt đầu luyện tập là chấp nhận lời nói của con. Đấy, thì Hoa có dặn là dù cho bạn ấy nói bây giờ bạn nói cái điều gì cô hợp ý hay là chưa hợp ý thì cô bạn nhớ rằng là nó chỉ đúng với cái góc nhìn của bạn ấy thôi, không cần nhất thiết phải đứng với góc nhìn của cô. Việc của cô là làm thế nào để cho bạn biết rằng là cô chấp nhận, cô muốn nghe cái điều bạn nói, cô thích cái việc bạn ấy nói ra. Chứ còn nếu mà cô bắt bẻ như vậy thì bạn tiềm thức bạn sẽ luôn luôn hiểu là càng nói càng sai, càng ngu, càng bị gì ạ, càng bị hố, rồi là càng chẳng ra cái gì thì bạn lại càng không nói. Vì vậy nên là cô hãy giúp cháu là hãy học cái cách làm sao để cho con của cô biết được là cô chấp nhận cái điều bạn nói, thì là bạn ấy sẽ bắt đầu nói trở lại. Và sau những buổi trị liệu đó của Hoa thì bây giờ bạn ấy đã nói lại rất là nhiều và chia sẻ với cả chị gái của mình và gia đình bạn rất là nhiều. Thì đấy là ngày hôm nay Hoa đã nói với anh chị rồi, các chị comment dưới cho Hoa được không, là trẻ đáp ứng lại cách đối xử của cha mẹ. Trẻ đáp ứng lại cách đối xử của cha mẹ. Ngoài ra nếu các chị search trên mạng ấy, thì các chị sẽ thấy là có rất là nhiều bài viết về cái việc là tính cách của con trẻ đấy là nó bắt nguồn từ cha mẹ. Đấy, nhưng mà thực sự là trải nghiệm của Hoa là một trải nghiệm quá sâu sắc. Thì trải nghiệm của Hoa thì nó là bắt đầu từ những người trưởng thành, người lớn. Bây giờ là có những người 50 tuổi rồi, 50 tuổi rồi, như một anh giám đốc công ty xúc xích, công ty thực phẩm đấy, xúc xích rồi nem chua các thứ đấy, mà đến 50 tuổi rồi và đã hai đời vợ rồi, nhưng mà đến trị liệu thì mới biết là mình đang
mình đang bắt chước những cái gì của cha mẹ và đáp ứng những cái gì, không có gì thay đổi cả, giống hệt cái điều đó. Nhưng mà chỉ khi trị liệu mới nhận ra, và khi trị liệu được thành công thì anh mới thoát được. Hoặc là những cái trẻ mà mình hay so sánh ấy, nó với đứa trẻ khác ấy, thì đứa trẻ đấy nó rất dễ có thể bị đố kỵ, ghen ghét và ghen tị. Đấy, hoặc là mình cha mẹ mà hay tự so sánh nhà mình với nhà khác, hay là mình như thế, mình sống này nó thế kia, đúng không? Nhà nó hơn nhà mình hơn nhà nó này thế kia, mình sống như này chứ nó thế sao được, sống thế sao được. Tất cả những sự so sánh đó thì con cũng rất là dễ trở thành là đố kỵ và ghen tị. Có đứa trẻ thì nhút nhát và do dự, lại bởi vì do mình hay giúp đỡ con quá, luôn luôn là thôi đưa đây để mẹ làm thế à, thôi mày làm vớ vẩn đưa đây, đúng không ạ, vân vân, thôi để mẹ làm luôn cho, thôi để mẹ giúp cho, nhiều lần quá trẻ sẽ đứa trẻ nhút nhát do dự và không dám bắt tay vào việc gì nữa, vì nó cho rằng là làm gì cũng sẽ hỏng, làm gì cũng không được và không đạt đó. Và đôi khi thì những đứa trẻ mà nó cảm xúc của nó quá lên xuống mạnh mẽ như này thì đôi khi là do là nó ít được chú ý, nó cảm thấy thiếu tình thương ấy, thì nó cũng sẽ hay làm những cái trẻ mà nó làm cười to lên ấy, đang ngồi cười nó cười theo kiểu mà mình rất là kiểu khó chịu đấy. Nhiều bố mẹ thấy con cười một cách kịch cỡ quá đấy, kiểu cười to hoặc là cười kiểu thô lỗ quá thì rất hay mắng con này, con thôi đi con cười kiểu gì đấy, đúng không, hoặc là nghịch kiểu nghịch ngờm hoặc nghịch gì đó, hoặc là trẻ hay cáu giận này khóc thét lên, thì là thực ra là có những trẻ nó bắt đầu từ việc nó bị thiếu quan tâm. Hoặc là đôi khi trẻ mình không lịch sự, không tôn trọng người khác, thì là có thể là chính là do mình đã không tôn trọng và không lịch sự với trẻ. Tất cả những điều đó hoa thật sự là rất rất tâm huyết đấy. Hôm nay rất tâm huyết muốn chia sẻ với các anh chị là trẻ em có thể tổn thương từ bố mẹ rất là nhiều và sẽ ảnh hưởng nhân cách. Và chúng ta hiện tại đây là con người ngày hôm nay đã lớn lên, đã trải qua rất nhiều trải nghiệm, nhưng hãy nhìn nhận đi, ở bên trong của mình rất nhiều tính cách vẫn đang là sự tổn thương, vẫn đang là sự bắt chước, vẫn đang là sự đáp ứng lại tình huống hoàn cảnh trong quá khứ của cha mẹ mình, của gia đình mình, của ông bà mình, của thầy cô giáo, của bạn bè mình. Đó. Và lời cuối trong chương trình livestream ngày hôm nay, Hoa rất là mong anh chị sẽ share cái livestream này được không ạ? Để cho mọi người có thói quen vào Facebook của Hoa tối thứ ba hàng tuần để xem các livestream về rất là nhiều thứ, phát triển cá nhân, đặc biệt về nuôi dạy con cái và hình thành nên một cái con người tích cực, những cái hành vi đúng đắn, hiệu quả trong cuộc sống của mình, nhanh thành công hơn, thay đổi nhiều hơn. Nếu các cha mẹ có câu hỏi thì hãy gửi cho Hoa sớm để có thể chúng ta sẽ lấy làm chủ đề livestream lần sau. Và livestream lần sau thì Hoa sẽ kể cho các bố mẹ một cái chủ đề cực kỳ thú vị. Bố mẹ biết là gì không ạ? Thứ ba tuần sau nhé, tối thứ ba tuần sau chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một điều cực kỳ thú vị. Đó chính là dạy con học bài. Rồi ạ. Các anh chị có muốn trở thành những người lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo cũng như mẹ hiền không ạ? Chúng ta hãy ủng hộ Hoa nhé, chủ đề livestream tuần sau lúc 9 giờ tối thứ ba hàng tuần, sẽ tuần sau của chúng ta sẽ là dạy con học bài và dạy con hào hứng thích thú học bài, tự giác học bài. Đấy là những cái điều mà Hoa nghĩ rất nhiều bố mẹ quan tâm và muốn nghe. Thế nghe cụ thể, bố mẹ có câu hỏi gì về việc dạy con học bài không?